YouTube Rewind không còn nữa. Sau khi hủy tour lại năm ngoái vì không ai muốn nhìn lại năm 2020, công ty đã quyết định hủy tour lại cho tốt, có lẽ vì năm 2020 chưa bao giờ thực sự kết thúc, phải không? Số lượng người sáng tạo và xu hướng nổi tiếng quanh năm ngày càng không ổn định trong những năm qua, đạt đỉnh điểm, hay tôi nên nói thung lũng, vào năm 2018 với thực sự là video bị không thích nhiều nhất từng được đăng lên YouTube, ở mức hơn 19 triệu lượt không thích. Bạn sẽ phải bối rối khá nhiều khi biết rằng bạn là YouTube. Và Rewind của năm 2019 cũng không khả quan hơn. Công ty đã xác nhận với Tuberfilter rằng họ sẽ không sản xuất các video tóm tắt nữa. Điều này đặc biệt đáng chú ý vì đây sẽ là năm thứ 10 của tour lại. Về phần mình, YouTube cho biết họ không kết thúc các video vì những lời chỉ trích mà theo Tuberfilter. Bởi vì nền tảng của nó đã trở nên quá lớn đến mức không thể gói gọn sự rộng lớn và đa dạng của nó trong vòng 1 phút tổng hợp. Mặc dù điều đó đúng, nhưng đối với tôi, dường như điều đó đã xảy ra từ lâu, nó chỉ được sử dụng để tạo video tua lại tốt hơn. Thay vào đó, YouTube đang hướng mọi người đến các video cuối năm do những người sáng tạo thực hiện với quan điểm độc đáo của riêng họ. Tôi cho rằng điều đó an toàn hơn việc một công ty khổng lồ cố gắng gói gọn mọi thứ mà khán giả của nó quan tâm. Điều đó nói rằng YouTube dường như không từ bỏ việc tóm tắt lại hoàn toàn. Công ty cho biết họ sẽ tập trung lại năng lượng của họ để tôn vinh bạn và các xu hướng tạo nên YouTube với một loại trải nghiệm khác biệt và cập nhật. Dù là gì đi nữa, nó không thể tồi tệ hơn vài lần tua lại trước, phải không? Chia sẻ hữu ích nhé!